chào các bạn. Hôm nay thì tụi mình có hẹn với lại nhà của chú chồng. Tụi mình sẽ có một bữa tiệc ngoài trời. Vì là đã đến mùa thu hoạch rồi nên cứ mỗi năm thì vào mùa này thì tụi mình lại tổ chức một bữa tiệc ngoài trời để tận hưởng những cái thành quả mà trong suốt một năm tụi mình đã làm được, như là trồng trọt và chăn nuôi. Hiện tại thì các bạn thấy hai bên thì cánh đồng nó đã bị thu hoạch hết rồi nên nhìn nó khá là hoang sơ. Vì đây cũng là lần đầu tiên Thủy tới đây nên Thủy rất là hào hứng để xem coi trong nông trại này sẽ có những gì đặc biệt. Vì lúc mà ở Việt Nam á, Thủy chưa bao giờ đến một cái nông trại mà có thể nhìn thấy hoặc là sờ vào những cái con vật mà mình chăn nuôi á, nên Thủy rất là hào hứng. Các bạn cùng đi với tụi mình nha. Here comes Ted. Huh? What? What they do? Here comes Ted. Ted is the biggest bull. He's our bull. He's really, really nice. Come on. Come on. Really? Oh. Hello, chicken. Hi, chicken. Here he comes. Oh, yes. Ooh. What do you say, Dan? Yes. It's right here. You can't get your record. It's from big baby. It's all you. It's a baby. He's petting. This is just a big boy. You want to feed him? Okay. Yes. Okay.
Bubbles one. Oh, bubbles. Come on. Oh my God. I haven't seen him go this crazy in a long time. Okay, go down there. That's good, isn't it? It is. I like it. Really? Yeah. That's why it's not so Come on, Bubbles. She sees it. Show it to her. Oh yeah, oh yeah. Be closer so we can get it in there. There you go. You got a buddy now, please. You've got two. Can I give you more? Oh, yeah. Eat your drink. Oh, you take my drink? Oh, now that reminds me of another story. Once a person had his wallet inside his pocket. Ate it. She tried to eat it. She even had pulled it out of its pocket. Good news is that they kind of got it back. Hey, got it back. Bad news is that it was all covered in science. It's okay. Yeah, she loves those treats. Don't get back. There's the girl. She. Yeah. Thank you.
Come on. Say hi. Use your camera. This a baby chew? Yeah. Here's the three little babies. Busy watching the black one back there. Yes. Chicken run or something like that. Yeah, no. Chicken run? Like the chickens in that cartoon, whatever. Yeah. They got those chicken runs. That's the country run. Come on, chicken. Come on, chicken. Come on, chicken. Come on. Good job. Oh! Good job. Oh yeah. What are you doing? Shut the white door. Did you shut the white door? Well, that's not gonna do much. Never. Đây là mấy cái thùng mà chú chồng của Thủy nuôi ong để lấy mật ong đó các bạn. Thank you.
bây giờ mọi người đã chuẩn bị vào bữa tối rồi đó các bạn. Chủ yếu là chú chồng, gia đình chú chồng của Thủy chuẩn bị đồ ăn, còn tụi mình thì chỉ đến ăn thôi à. Hi. Hello. Chili-chan. Come here. Who's that? Chili. Okay. Who's that? Who's that? Who is it? Say hi. Hi. Hi, buddy. Hi, buddy. What you have? I have chili. This is my food. And this is a baby face. He's so tired. He might sleep. Yeah. I had some meatballs and some little piggies. And I've had three hot dogs. Did you have no chili or vegetables? Ted's still over there on the other side of the pit. Yeah, he was on the other side of the pit. All the way down there. See that little one there? You'll turn on you and that's flat. What'll turn on you? And fit fit. That's what we have at the house. I know. You get a really guard that baby. Oh yeah. That house is right over there. Oh yeah. You guard does, they lay back to which back. House? Huh? Whose house was it? Your grandpa's? We got him when he was 8 weeks old. Grandpa's house? Yep. Did it? Thời tiết hôm nay rất là đẹp, chỉ có hơi lạnh nhưng mà quay quần ở xung quanh cái đống lửa thì cái cảm giác rất là ấm áp. Trời rất là nhiều sao luôn các bạn, nhưng mà thật sự là Thủy không có thể nào quay được sao ở trên trời. Không gian rất là thoải mái, yên bình. Thủy cảm thấy rằng là khi tới đây á, mình cảm thấy được bình yên và cảm thấy vui vẻ nhất, tránh xa những cái sự ồn ào ở bên ngoài đi. Và đặc biệt là dành được nhiều thời gian cho những người thân, những người mà mình yêu thương. Thủy cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Thủy hy vọng các bạn cũng đã có một ngày vui vẻ cùng với Thủy. Thủy và John sẽ gặp lại các bạn trong một video khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.